đã quay trở lại với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị sẽ có những thời gian thư giãn tuyệt vời cùng với chúng tôi. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn vào nút chuông nho nhỏ bên cạnh để cập nhật tất cả những tin tức mới nhất. Còn bây giờ, chần chừ gì nữa, hãy đến với những tin tức hot nhất trong ngày. Jun Phạm xịn đến mức leo lên ghế ép Trấn Thành uống rượu. Nam ca sĩ đã vui chơi hết mình trong ngày vui của hai anh chị và có màn say xịn bí tỉ, ép cả đồng nghiệp ngồi chung bàn uống rượu. Không chỉ uống rượu một mình mà nam ca sĩ còn ép luôn các nghệ sĩ ngồi chung bàn khi đi dự tiệc cưới. Trấn Thành sợ hãi khi bị Jun Phạm ép uống rượu. Mới đây nhất trên trang cá nhân, cựu thành viên nhóm 365 vừa đăng tải đoạn clip ghi lại hình ảnh vui chơi của mình cùng mọi người khi dự đám cưới đông như ông Cao Thắng. Anh kể, anh đun dừa chơi không hề đẹp với thỏ trắng nhé. May mà vợ anh quay lại nên có bằng chứng rành rành. Ai khi đi dự đám cưới thế kỷ này đều mang tâm trạng hào hứng và quyết định chơi hết mình, không say không về. Jun Phạm là một trường hợp điển hình, nam ca sĩ còn mời cả mọi người xung quanh cùng uống nhiệt tình, thậm chí thỏ trắng còn cố ép đun dừa khiến Harry Won phải thốt lên rằng đây là lần đầu tiên cô thấy chồng mình uống nhiều đến thế trong suốt 3 năm kết hôn. Khi phát hiện đàn anh chơi không đẹp, đổ rượu ra sàn nhằm lẩn tránh thì Jun Phạm ngay lập tức leo lên cả ghế với thái độ giằng mặt. Bao nhiêu rượu trong ly đều được anh ép Trấn Thành uống hết. Jun Phạm say xịn đến mức ngủ ngoài bãi biển, chính vì tinh thần chơi hết mình, uống quá chén, mà nam ca sĩ đã có cú lật ngoạn mục. Cụ thể, anh không thể tự về phòng ngủ, mà nằm ngay giữa bãi biển trong lúc hóng gió, khiến Ngô Thanh Vân và mọi người chẳng nói nên lời. Nữ nghệ sĩ than thở hài hước, nhà có mấy đứa nhỏ à, ăn chơi cho xả láng rồi lăn ra biển, để bà mẹ già ngồi thẫn thờ chả biết làm sao mà bê nổi cái xác nó về vì nó nặng gấp đôi mình. Biết tìm ai cầu cứu đây, trong khi người ta sập sình đi nhảy đầm, mẹ ngồi đây trông con, bởi ta nói, muốn đám cưới thế kỷ coi bộ còn xa lắm. Người đưa anh về phòng không ai khác chính là nhân viên khách sạn, hình ảnh này khiến mọi người cười không ngớt. Ngoài Jun Phạm thì đã có rất nhiều khách mời dự tiệc sau khi ra về, đều tơi tả vì quá say và bị thả hồ bơi, bị thương tích như Khổng Tú Quỳnh, Minh Hằng, Khắc Việt, Diệu Nhi, Trấn Thành, Phạm Quỳnh Anh, Khả Như,